Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 5 tháng 10 năm 2016 vào thời Đức Thế Tôn. Nếu quý vị đọc lại kinh sách, quý vị sẽ thấy có 21 vị cư sĩ khi nghe Đức Thế Tôn giảng dạy tu học tinh tấn, cuối cùng chứng A-la-hán. 21 vị là cư sĩ, tức là có gia đình đi làm ăn đầy đủ hết mà cũng chứng A-la-hán. Đâu cần phải cạo đầu, tôi cũng đâu cần phải ăn chay, đâu cần phải tụng kinh. Ta nghe lời Phật, ta hành trì cho đúng làm sao bỏ được tham, bỏ được sân, bỏ được si, thì ta chứng A-la-hán thôi. Ta không còn thấy cái ngã là quý, không còn thấy thân kiến, tức là cái ngã là quý, thấy thân là 32 thể trượt. Vì thấy được như vậy, tâm không khởi tham đắm. Vì thấy được như vậy cho nên giữ giới nghiêm trì. Vì thấy được như vậy cho nên sợ sanh, sợ bệnh, sợ già, sợ chết. Và vì quá sợ cho nên tu được và cuối cùng chứng A-la-hán. 21 vị đó, trong kinh sách có chép đàng hoàng. Thế thì bây giờ chúng ta thử suy nghĩ lại. Chúng ta đi chùa nè, cúng dường nè, có nhiều vị á, sư thấy siêng năng lắm, cúng dường rất là tốt, thấy không? In kinh, đi chùa, quỳ sám hối, đủ các thứ. Nhưng mà thực sự đó đã là các pháp của thế gian. Các pháp đó là các pháp của thế gian. Phật không có bắt quý vị phải làm những chuyện đó. Phật chỉ nói làm sao dẹp cái tham sân si của mình đi thôi. Mà muốn được dẹp được cái tham sân si thì Phật tùy phương tiện để mà Ngài giảng dạy. Đối với năm anh em Kiều Trình Như thì Đức Thế Tôn nói cái khổ. Có cái khổ sinh già bệnh chết là khổ. Nói rất rõ, sinh già bệnh chết là khổ. Người biết sinh già bệnh chết là khổ thì không có tạo thêm nghiệp. Cái nghiệp ở đâu nó tạo ra? Tạo nơi mắt tai mũi lưỡi thân, chứ nó không có ở đâu hết á. Và trong kinh Pháp Cú, Đức Thế Tôn cũng đã dạy, mà sư cũng nhắc nhở quý vị nhiều lần. Sư nhắc nhở quý vị nhiều lần. Tự mình làm thanh tịnh, tự mình làm nhờ quế. Quý vị tự mình làm mình thanh tịnh, và quý vị tự mình làm mình nhờ quế. Nó giống như cái áo á, mình muốn làm cho nó dơ thì mình làm cho nó dơ. Tự mình làm mình dơ ấy thì cũng phải tự mình làm mình thanh tịnh, không có cách nào khác hết đó. Phật dạy rất rõ. Nghiệp cũng thế, tự mình tạo thì cũng tự mình giải nghiệp. Phật không có giải nghiệp cho mình được. Cho nên các nghiệp bất thiện mình tạo ra nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý thì phải chính mình tự giải quyết thôi.
không ai có thể giúp mình giải quyết chuyện của mình được. Ai ăn lấy nó? Ai ăn lấy nó? Không ai ăn giùm người khác được. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn hỏi ngài A Nan: các ông chứng A La Hán, có khi nào một ông đi vào thành khất thực rồi ông khác no hay không? Ngài A Nan bạch Đức Thế Tôn: không bao giờ. Người nào ăn, người đó no. Không thể nào không thể nào nói rằng người này ăn rồi người khác no, chuyện đó không thể có. Thế thì chúng ta cho tới ngày hôm nay chúng ta đã biết sự thanh tịnh hay sự bất thiện đều từ nơi sáu căn, không phải nơi sáu trần đâu. Bản chất của sáu trần là thanh tịnh, nó là như vậy. Các pháp thế gian nó là như vậy. Mùa xuân thì hoa nở, mùa đông thì lạnh lẽo. Các pháp thế gian nó vận hành tự nhiên, không ai cản được nó, cũng không ai thay đổi được nó. Mình phải sống thuận theo pháp, sống thuận theo pháp. Bởi vậy đạo Phật vào đời á, có mục đích áp dụng Phật pháp vào trong đời sống để cho mình được an vui trong lúc còn sống. Nói cái sống trước, khoan nói cái chết. Chưa chết mà, có ai chết chưa? Chưa. Mà nếu chưa chết thì lo chi chuyện chết? Tương lai chưa tới mà, quá khứ đã qua. Sống ngay giờ này, thở ra biết thở ra, thở vào biết thở vào. Nhưng làm sao chúng ta có thể tu tập cái định được? Đây là cái đề tài mà chúng ta muốn tu tập ngày hôm nay. Dưới cái tiêu đề là nói hết, hết nói. Thực sự ra cái chữ nói hết, hết nói không phải là của sư đâu. Của cái ông sư Siêu Lý ở dưới Vĩnh Long. Có một kỳ sư xuống thăm, ông nói đã đời xong, cái ông nói hết rồi, hết nói. Nói hết thì hết nói, đâu còn gì nữa để nói. Đấy. Thế thì thực sự ra ý là trong đó nói cái gì? Tức là chẳng có chuyện gì đáng nói cả, mà cứ nói hoài có ích lợi gì đâu. Há khẩu thần khí tán, mình động lưỡi thì phi sanh. Mở miệng ra thì thần khí nó bay mất, thấy không? Có ích lợi gì đâu. Mà động lưỡi lên thì có thị phi, người thương kẻ ghét, người đồng ý người không đồng ý. Tất cả đều gây ra đau khổ cho nhau, không ích lợi gì hết. Chúng ta đã học, chúng ta biết cái định. Không có định thì không có tuệ, mà không có tuệ thì gọi là vô minh. Mà nói nôm na theo chữ bình dân là ngủ lâu mất dấu. Mà hễ vô minh thì càng tạo nghiệp. Ưa thích nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, hay là khổ nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, lưỡi, thân đều đưa vào nghiệp. Thọ lạc, thọ khổ. Ông xã ông ôm cái thích lắm phải không? Thọ lạc. Đấy. Sinh tử luân hồi tiếp tục. Thế mà thọ lạc thì kiếp sau tiếp tục làm nữ. Đấy. Tiếp tục làm nữ để mà thọ lạc đó. Cái đó nó gọi là cái khao khát mang cái thân.
Thế thì làm sao chúng ta tu để cho chúng ta định, chúng ta không định mà không phải là định nơi ngồi thiền mới định, mà đi đứng nằm ngồi đều định. Đi đứng nằm ngồi là biểu hiện thôi. Cái gì làm cho mình đi đứng nằm ngồi, thưa chư vị? Cái muốn vào, cái tác ý đó. Muốn đi thì nó mới đi chứ, muốn ngồi thì nó mới ngồi chứ, muốn ông xã ôm thì mới ôm ông xã chứ. Cái tác ý đó. Muốn ăn thì mới thò tay bốc ăn chứ. Cái tác ý nó điều khiển cái biểu hiện bề ngoài. Thế thì bây giờ trước hết chúng ta nhìn làm sao để mà chúng ta biết cái người kia có định hay không định. Thầy có quen một ông sư, chả biết ông tu bao nhiêu năm rồi, nhưng mà ông nói muốn biết ông định hay không á, cho ông 5 phút. Ông ngồi 5 phút rồi ông bảo mình á, là 5 phút sau á, lấy cái kim á, châm vào tay ông cho chảy máu ra. Và quý vị biết á, lấy cái kim mà châm vào đầu ngón tay á, nó đau ghê lắm phải không quý vị? Nó không phải đau vừa đâu, nó không phải là đau giống như chích thuốc hay là trên mông, không phải. Cái đầu ngón tay nó đau. Thế mà ông ngồi đó rồi 5 phút sau đó, người ta thí nghiệm, người ta lấy kim chích vào đầu ngón tay chảy máu 10 đầu ngón tay, ông không có nhúc nhích. Một tiếng hồ sau ông xả tiền ra, ông hỏi ủa hồi nãy có ai thử không? Người ta ngạc nhiên. Và lần nào cũng như lần đó, chứ không phải một lần. Tức là người đó đã nhập định. Định á, nó gọi sơ thiền á, phải ly dục ly ác pháp. Nó hoan hỷ lắm quý vị. Cái cảm giác của nó hoan hỷ cả ngày, hai ngày, ba ngày, cái tâm hoan hỷ nó còn. Quý vị đây lớn á, sư nói thẳng á, ai cũng có vợ có chồng hết phải không? Ông xã mà ông ôm á thì giỏi lắm, hoan hỷ đừng tiếng hồ, rồi sau đó rỗng tích. Nhưng mà ngồi thiền á, nhập định á, nó hoan hỷ hết ngày này tới ngày kia. Có khi á, không những là suốt ngày mà rồi cả tuần nó vẫn là hoan hỷ, nó được an lạc. Tại vì cái an lạc nó không có do duyên, mà do sự xả bỏ. Các sự vui vẻ hay đau khổ đều do duyên, tức là nó vô thường. Thọ lạc cũng do duyên, mà thọ khổ cũng do duyên. Chỉ riêng có hỷ lạc ở trong thiền á, nó không do duyên, vì nó là buông xả. Ly dục ly ác pháp mà mới vào được sơ thiền. Ly dục tức là không còn tham muốn nữa, ly ác pháp các pháp bất thiện không dính mắc tới nữa. Dính mắc ở đâu? Ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý. Ngày hôm nay chúng ta học cái nói hết hết nói, tức là chúng ta học về cái miệng. Định ở nơi nơi miệng. Hằng ngày mà nếu quý vị gặp các bạn đồng tu mà nghe người ta nói lăng xăng thì quý vị biết ngay người đó không có định. Nó nói chuyện trên trời dưới đất, nói hết chuyện chó tới chuyện mèo, chuyện ngoài chợ tới chuyện trong nhà. Rồi có nhiều khi á, nó lại nó gặp sư nó cũng kể nữa. Nó hồi nãy con đi con gặp cái đám bạn vậy đó, con nói với người ta về sư như thế này này. Nói sư hà tệ lắm, sư không có dám ăn, ăn ngày có bữa à. Sư hà tệ lắm, sư không dám ăn. Con đi con nói với người ta vậy đó. Nó còn khoe lại sư mà. Rồi nó đây nhiều lúc nó xin tiền sư, sư không có cho. Nó cũng nói lại sư, nó nói với bạn bè, sư kẹo lắm.
xin không bao giờ cho tiền. Ăn nó thì ăn hà tiện ngày bữa. Sư nói sư có tiền đâu, sư không có giữ tiền. Mà mình không có cãi nó làm chi, vui vẻ thôi, cười thôi. Giống như ông thiền sư Thế À đó, quý vị nhớ không? Ông thiền sư Thế À, ông chỉ nói Thế À thôi, chuyện gì xảy ra cũng Thế À, nó là như vậy. Cãi vô ích. Tại vì cái người biết thì họ đã có trí tuệ, họ biết rồi. Còn người không biết mà mình cãi thì mình cũng bằng họ, mình cũng trở thành không biết. Không biết là ngủ lâu mất dấu không quý vị? Thế thì cái biểu hiện của con người không có định là ở nơi miệng. Khoan nói tới cái thân tướng, nói cái miệng trước à, biết liền à. Chép lăng xăng, nói chuyện này chuyện kia trên trời dưới đất, nói ngang nói dọc. Thế thì tất cả những cái điều ấy nó đi đâu thưa chư vị? Có khi nào mũi tên bắn đi lên trên trời rồi nó không rớt xuống không? Có khi nào quý vị ngẩng mặt lên trên trời, nhổ nước miếng lên trên trời rồi nước miếng nó không rớt không? Mà nếu ngửa thẳng lên á, nhiều khi rớt trúng cái mặt mình phải không? Mình nhổ lên thì nó rớt về mặt mình chứ nó rớt đi đâu nếu mình ngửa thẳng lên. Cũng như thế, các pháp thiện hay các pháp bất thiện đều xảy ra và có thể quán chiếu ngay nơi miệng. Bởi vậy các vị tu hành thường thường người ta tịnh khẩu. Và quý vị nhớ lại đi, quý vị tu với sư thì quý vị biết sư đặt cái tiêu chuẩn tịnh khẩu là hàng đầu. Không nói, không nói qua điện thoại, không nói ra dấu hiệu, không nói qua mắt tai. Việc mình cứ làm, việc tu cứ tu, không có nói. Nhưng mà nói vậy thôi chứ sư biết cũng có nhiều vị mới sơ cơ lén lén sư nói người này người kia xì xào với nhau. Sư nói uổng lắm, tội nghiệp. Ngồi cả ngày từ 4 giờ sáng cho tới 10 giờ tối, ngồi đau lưng đau mông, rồi cuối cùng á chỉ cần nói một câu thôi là bao nhiêu cái đó đổ sông xuống biển hết. Cái tâm mình nó lăng xăng, mà hết tâm lăng xăng thì vứt đi tất cả những công lao của mình ngồi để thâu nhiếp cái thân tâm, để tìm hiểu coi cái tâm gì sanh khi nó đau, cái tâm gì sanh. Mình phải yên lặng thì mình mới nghe được nó mới trồi lên. Còn nếu mà mình lăng xăng thì nó trốn mất tiêu à, nó không để cho mình nhìn đâu. Hành trì ngồi suốt ngày. Nhưng mà sư thương sư tiếc là quý vị nói đã bỏ công của mình cả ngày, không có giữ điện thoại, không liên lạc gia đình, chấp nhận đi tu 10 ngày 11 ngày mà cứ lén lén đằng sau bếp nói xì xào với nhau uổng. Bao nhiêu công lao mình tu tập đều bỏ sông bỏ biển. Thế thì cái gì nó làm cho mình nói? Đây là vấn đề chúng ta cần học. Cái tác ý, cái thức, cái thói quen. Cái thói quen cái miệng nó chép không nói không? Không được. Có nhiều người nói tục ngữ Việt Nam nói một câu nói miệng nói không không gì, không liền da non. Đại khái vậy, sư nghe loáng thoáng. Miệng nói không liền da non, tức là nó cứ chép hoài. Mà há khẩu thì thần khí tán, động lưỡi thì phi sân. Mở miệng ra thì thần khí của mình nó bay mất. Mà miệng á, lưỡi nó chấp lên chấp xuống thì gây ra phiền não, thị phi đúng sai. Cho nên khi nhìn một người hoặc là chính chúng ta quán chiếu, khi chúng ta nói nhiều là chúng ta biết chúng ta không có định. Nói á, nó có nhiều cách nói chứ không phải phát ra âm thanh đâu quý vị. Nó có loại phát ra âm thanh, có loại không phát ra âm thanh,
cũng gọi là nói, gọi là khẩu nghiệp hết. Ra dấu cũng là khẩu nghiệp, tại vì có tác ý mới ra dấu. Dấu nó là ngôn ngữ mà, nó là biểu hiện để nói một cái gì đấy bằng cái ngôn ngữ câm, ngôn ngữ ra dấu. Rồi không ra dấu, không nói thì lập tức cái tâm nó trồi lên, nó suy tư, nó nói còn nhiều hơn là cái miệng nói nữa. Nhưng đây là cơ hội để chúng ta tu, cơ hội để chúng ta tu. Chúng ta biết rằng tâm nó sanh thì cái gì đấy, quá khứ biết quá khứ, tương lai biết tương lai, mong biết mong, chờ biết chờ, thương biết thương, ghét biết ghét. Cái tâm gì nó đang thì thầm, nó đòi ăn, nó đòi ngủ, nó đòi nói, nó thì thầm liền. Tại vì mình không nói mà mình đóng mắt lại thì coi như nó sẽ thì thầm với mình. Cái nói này mới còn nguy hiểm nữa. Cho nên nếu chúng ta quán chiếu liên tục, nó như dòng nước chảy, chúng ta sẽ phát giác ra thực sự nó vẫn luân lưu, nó không có đứng một chỗ. Tâm của chúng ta cũng thế, tâm của chúng ta cũng thế. Cho nên ngày hôm qua chúng ta học cái gọi là thân định và tâm định. Thân định thì ngồi một chỗ, không chạy nhảy. Tâm định thì miệng không nói, mắt không nhìn, mắt nhắm lại à, miệng không nói. Nhưng mà cái tâm nó nói, cái tâm nó nói còn nhiều hơn là cái miệng lép chép nữa. Nhưng đây là cái chỗ mà chúng ta có thể tu được, tại vì chúng ta nhìn thấy rất rõ nó đang nói, mà nó nói lăng xăng. Chính vì nó nói lăng xăng, chúng ta mới có thể quán chiếu được, quán chiếu được, biết rằng cái tâm mình đang lăng xăng. Nếu tâm tham vừa mới sanh, lập tức quán chiếu biết rằng tâm tham vừa mới sanh. Tâm phiền não vừa mới sanh thì cũng biết rằng tâm phiền não vừa mới sanh. Tâm hoan hỷ vừa mới sanh thì cũng biết tâm hoan hỷ vừa mới sanh. Nó chỉ có ba cái tâm là chính thôi, nhưng mà nó đẻ ra hàng 84,000 cái tâm khác, gọi là 84,000 pháp uẩn. Ba cái tâm chính là gì? Tâm tham, tâm sân và tâm si. Có mấy lần sư được người ta thỉnh mời đi giảng ở trong mấy cái bữa tháng giêng ấy, ở bên nước ngoài ấy. Nó cũng giống như trong nước chứ nó cũng chẳng khác gì. Ngày rằm tháng giêng hay là vào tháng giêng là người ta có cái tục lệ là cúng sao giải hạn, sao lo hậu, sao khế đô, sao thái bạch, đủ các thứ sao hết. Rồi sư thấy mỗi người đội lên đầu một cái lá sớ, rồi mấy ông sư đứng ở trên gõ cốc cốc beng beng rồi cúng tục cầu cho tín chủ được tai qua nạn khỏi. Bây giờ sư hỏi thiệt quý vị có tin vào nhân quả không? Nếu đã tin vào nhân quả mà lại còn đi cầu nguyện để cho tai qua nạn khỏi thì nhân đâu quả đâu. Đấy, tự mình hiểu nhé, tự mình hiểu. Khi chúng ta quán chiếu mà nhắm mắt lại, miệng không nói, thì lập tức cái tâm nó như sóng trào lên. Và chúng ta làm gì với nó? Không làm gì được. Nó cứ lên mãi, hết chuyện này tới chuyện kia. Chúng ta chỉ có quán chiếu thôi. Làm một cái anh cảnh sát, quán chiếu thấy nó sanh, thấy nó diệt. Như trong kinh Tương Ưng đó, Đức Thế Tôn đã nói rất rõ, người hành giả trong từng sát na quán chiếu được cái tâm của mình, tâm gì sanh rồi nó diệt.
Nếu tâm tham sanh biết tâm tham sanh, mà tâm tham diệt cũng biết tâm tham vừa mới diệt. Luôn quán chiếu như vậy, đi đứng nằm ngồi đều thấy rõ, thì miệng đâu còn muốn nói nữa. Biết nhân quả mà, nói ra một lời thì có nhân có quả. Thế thì bước đầu nó khó tu cho chúng ta lắm quý vị. Tại vì ai cũng ưa nói, quen nói, không nói không được. Đấy. Bỏ liền bỏ khó quá. Bỏ 5 phút, và tới phút thứ 6 lại bắt đầu muốn nói rồi. Đấy, rất khó. Thế thì có cách nào? Thì Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta tu thập thiện, mà trong đó có cái khẩu, tu cái khẩu, nói lời từ ái, nói lời tha thứ, nói lời đùm bọc, nói lời đoàn kết, nói lời chân thật. Sức mạnh của sự thật quan trọng lắm quý vị. Vào thời Đức Thế Tôn, trong số tăng đoàn của Đức Thế Tôn có một vị ni, mà trước khi cô này đi tu, cô ta là kỹ nữ. Kỹ nữ tức là làm vui á, bán vui cho khách, lấy tiền, đại khái vậy. Kỹ nữ, quý vị biết kỹ nữ không? Người nào không biết cái chữ kỹ nữ, sư vị giải thích. Thế thì nhà vua mới gặp cổ, nghe nói cổ tu chứng đắc, hỏi cổ chứ cổ tu cái pháp môn nào mà cổ chứng đắc. Cổ nói buôn tâu bệ hạ, con nghe lời Đức Phật, con tu cái pháp môn gọi là nói sự thật, tin vào sự thật và nói sự thật, không nói sai, chỉ nói sự thật mà thôi. Đấy. Thế thì nhà vua không tin. Cô nói đây, bệ hạ hãy xem. Cô nói nếu quả thật từ ngày tôi gia nhập tăng đoàn tu và tôi nói chỉ toàn nói sự thật, tôi không nói một điều sai sự thật, giữ giới nghiêm trị, không nói một điều sai sự thật, nếu quả đúng như vậy thì xin cho cái cây ở bên bờ sông này đi sang bờ sông bên kia. Quả thật cô vừa mới dứt lời, cái cây nó bay sang và sông liền. Người nói sự thật, sức mạnh của sự thật không thể nghĩ bàn. Và người luôn luôn tu cái pháp môn gọi là nói sự thật, trước sau gì cũng chứng đắc, cũng đạt được sự thanh tịnh. Tại sao vậy? Có ai bắt mình phải nói láo đâu. Nếu mình không thích nói thì mình im lặng, mình cười, đâu cần phải nói láo. Cho nên nói ra thì nói lời sự thật. Và cô ấy tu cái pháp môn gọi là nói sự thật thôi, mà còn đem cái cây bên này sang cây bên kia, mang sang bờ sông bên kia. Quý vị suy nghĩ đi. Đời sống rất là ngắn ngủi, mà tội tình gì mà chúng ta phải nói láo để rồi chúng ta tạo nghiệp, để rồi chúng ta bất an. Nói láo á, nó cũng phạm vào một điều nữa gọi là tàm, không biết xấu hổ. Tàm quý á, người tu Phật phải biết tàm quý sám hối. Tàm quý, tàm tức là phải tự xấu hổ lấy mình, quý là tôn trọng người khác. Mà nếu mình nói xấu, mình nói lời không sự thật, tức là mình đã không tôn trọng mình không biết xấu hổ. Mà người tu Phật không biết xấu hổ thì Đức Phật nó không thể nào tu nổi. Phải biết sợ các pháp bất thiện,
phải biết tàm quý, phải biết tự mình xấu hổ. Mà khi quý vị đã tu tập, luôn luôn thường quán chiếu, thấy rất rõ các pháp nó không có thật, nó là vô thường, thân vô thường, thì không có cái gì mà tham đắm nơi nó, thì cũng chẳng có gì cần phải nói. Mà không nói thì tâm nó yên tĩnh, tại vì nó không tạo nghiệp nữa. Cái nghiệp cũ nó tự động nó đem ra, nó đốt hết. Còn cái nghiệp mới mình không tạo thì cuối cùng sao? Giống như Đức Phật đã nói, củi hết, lửa tắt. Củi hết, lửa tắt. Cho nên cái pháp môn tu nơi cái miệng á, là dễ nhận biết liền à. Khi quý vị nói, quý vị nào siêng năng chút xíu là sư chỉ cho một cách nữa. Mua cái máy thu âm á, mà bây giờ nó bán rẻ lắm. Xin thấy Việt Nam nó bán có 500-600 ngàn gì đó. Cái máy thu âm nhỏ chút xíu bằng hai đầu ngón tay, mà nó lại có cái chế độ gọi là âm thanh, tác động âm thanh. Tức là khi nào mình mở miệng ra, mình nói có âm thanh, thì cái máy đó mới thu, nó mới thu âm. Còn nếu mình không nói thì cái máy đó nó không thu âm. Quý vị mua thử cái máy đi, mấy trăm ngàn. Quý vị nào không có tiền á, nói sư gửi tiền cho, gửi cho mua cái máy đó. Để làm chi? Để rồi từ sáng tới chiều á, mình thử nghe lại xem mình nói bao nhiêu lần, nói những cái gì, có lợi mình lợi người không, có nói lời sự thật không, có nói lời đoàn kết không, có nói lời từ ái không. Tự mình kiểm tra rồi á, mình sửa. Tu là sửa mà. Nhiều lúc á, ngay cả trong gia đình con cái, mình mắng chửi nó thì lúc mình nóng mình mắng, nhưng mà cái máy thu âm này nó hay lắm. Khi nào có âm thanh thì nó thầu. Rồi tới tối mình mở ra, mình coi xem mình á, nói cái gì, có giống ai không, có giống mình không. Sư cũng làm vậy hoài à. Nhiều lúc sư cứ để cái máy đeo toàn ten ngay cổ á, giấu ở trong áo. Mà cái nó gọi là voice recognition, tức là khi nào có âm thanh thì nó thâu, không có nó không thâu. Đấy. Thế thì khi mà mình vừa mới phát âm thanh thì lập tức nó thâu, mình đâu có để ý đâu. Đó, mình cứ nói. Rồi tới chừng tối cái mở lại mình nghe. Nhiều lúc mắc cỡ muốn chết. Thế nó không có giống ai hết. Nói, ủa mình mà nói như vậy sao? Đấy. Thì đâm ra xấu hổ. Người tu phải biết tàm, biết tàm tức là biết, biết xấu hổ. Biết xấu hổ mới sửa được, mới ly dục ly ác pháp. Còn nếu không tàm thì còn dục, còn ham muốn ác pháp, còn muốn làm. Ly dục tức là không còn muốn nữa. Muốn danh, muốn quyền cũng là dục lạc. Dục là nó gồm có lạc ở trong đó. Tức là cái gì làm cho mình vui. Âm thanh nè, nghe bài hát cũng là dục lạc. Hút điếu thuốc cũng là dục lạc. Có người thích uống rượu thì uống rượu cũng là dục lạc. Tất cả những thứ ấy đều đưa tới sự đau khổ. Mà trở lại sư nói hồi nãy á, cái cô ký nữ, cô chỉ tu cái pháp môn gọi là nói sự thật. Cô nói từ lúc con gia nhập tăng đoàn của ngài Cù Đàm, con giữ giới nghiêm trì, con chỉ nói sự thật, không nói sao. Và khi cô chứng đắc, cô có cái năng lực. Đấy, năng lực
nói một câu mà cái cây từ bên bờ sông bên đây nó đi sang bờ sông bên kia, nó bay sang liền. Đấy. Vì cô nói sự thật và đúng như vậy. À, chỉ có một tu pháp môn đó thôi, người ta chứng A-la-hán. Nói sự thật thì tâm nó thành tịnh, nhìn thấy các pháp đều như thị, biết rất rõ là sự thật. Thì không có cái ta thấy, không có cái ta nói, tức là vô ngã. Biết rất rõ các pháp đều vô thường. Rồi chứng A-la-hán thôi. Không còn cái sự phiền não nữa, tại vì ta chỉ nói sự thật. Cái gì nghiệp cũ bất thiện thì tự động nó cháy hết thì thôi. Nhưng mà nhất định không tạo nghiệp mới. Mà cái khẩu nghiệp á, nó tạo ra hoài á quý vị. Mà nó làm cho mình không có định, tại vì mình càng nói thì nó càng thêm củi vào trong lò lửa thì nó tiếp tục nó cháy nữa. Cho nên muốn có định thì trước hết chúng ta cố gắng tu tập. Bước thứ nhất, nói bốn điều thiện, nói sự thật, nói lời đoàn kết, không nói lời chỉ trích, không đem chuyện bên đây đâm thọc qua bên kia, không nói láo, giữ được bốn. Ở trong kinh thập thiện, Đức Thế Tôn dạy rất rõ. Đức Thế Tôn nói như thế này: người tu tập theo Phật phạm 4/10, bảo đảm đi xuống địa ngục, không có chạy đâu được khỏi hết. Phạm 4/10 là bảo đảm đi xuống địa ngục. Mà quý vị thấy cái khẩu nghiệp á, là nó có tới 4 cái phải không? Dính 4 cái đó là rớt rồi. Thứ nhất, nói lời không sự thật. Thứ nhì, nói đâm thọc chuyện này chuyện kia để cho chia rẽ, làm thương tổn mình, thương tổn người. 4 cái. Cho nên khi chúng ta tu tập định nơi khẩu, không nói nữa. Mà nếu không nói nữa thì những cái gì nghiệp cũ ở nơi miệng nó sẽ đem ra nó đốt. Khó lắm quý vị. Hằng ngày á, ưa nói nè. Nói một cái là chỉ trích người này, chỉ trích người kia, xét lỗi người chứ không xét lỗi mình. Đấy. Là phạm ngay à. Cho nên định nơi cái khẩu là chỉ có một cái, mua băng keo dán nó lại, không cho nó nói nữa. Và chỉ bằng cách đó mới tu được. Kỹ nữ mà tu, cái pháp tu là chỉ nói lời sự thật mà còn chứng A-la-hán mà. Nãy sư kể quý vị nghe đó. Nhà vua thắc mắc đây, cô là kỹ nữ, gái lầu xanh, làm gì công trạng gì lớn lắm mà tu chứng A-la-hán. Nói này nhà vua, hãy xem, kể từ lúc ta gia nhập tăng đoàn của Đức Thế Tôn, tức là kể từ lúc xuất gia đi tu, ta chỉ nói lời sự thật, ta không hề nói sai. Mà nếu quả đúng như vậy, xin cho cái cây ở bên bờ sông bên đây nó qua bờ sông bên kia. Và chuyện nó xảy ra, trong kinh có ghi lại. Quý vị thấy không? Chỉ nói một lời sự thật thôi mà đã có chứng A-la-hán rồi. Cho nên nói hết nói. Chúng ta nói cái gì có lợi cho mình, có lợi cho người thì hẳn nói. Có lợi cho mình, có lợi cho người thì hẳn nói mới gọi là trí tuệ. Còn nói ra một lời gây thương tổn người này, gây thương tổn người kia, chia rẽ người này, chia rẽ người kia, chỉ trích người này, chỉ trích người kia, là toàn tạo thêm nghiệp. Là người tu Phật
chúng ta tạo thêm nghiệp để làm gì? Để tiếp tục sanh tử luân hồi, để tiếp tục đau khổ trong kiếp sống hiện tại, đau khổ trong kiếp sống tương lai. Như vậy chúng ta có trí tuệ không? Tự mình hỏi. Cho nên người tu Phật, Đức Thế Tôn nói pháp tu thù thù thắng nhất là pháp tu tàm quý. Tàm quý là gì? Tàm là biết xấu hổ. Xấu hổ với chính mình. Mình làm cái điều gì không phải, mình nói cái điều gì không phải, thì mình phải biết xấu hổ. Nếu người không biết xấu hổ thì không bao giờ tu Phật được. Vậy tu Phật thì phải giữ bốn cái: không nói lời châm chọc, không nói lời sai trái, không nói láo, không đem chuyện này thọc qua chuyện kia, không chia rẽ, không làm cho người ta đau khổ. Nói ra là phải lợi mình lợi người, nói ra là phải nói lời từ ái, nói ra nói lời đoàn kết, nói ra nói lời tha thứ. Có như vậy mới gọi là con Phật. Phật tử là con Phật, con nhà tâm. Không giống lông cũng giống những cái đuôi, phải không? Nắm đuôi Phật, nắm cái áo cà sa của Ngài, mình đi theo. Mà mình không hành trì giống Ngài thì địa ngục chờ, Ngài cũng chẳng cứu mình được. Phật nói ta không giải nghiệp của chúng sinh, chúng sinh phải tự giải nghiệp. Mà cái nghiệp của mình á, ở nơi miệng á, nó nhanh lắm. Mình đã được huân tập nói nhiều rồi, chép à, bây giờ không nói không được. Sư chỉ nói cái nói thôi chứ còn chưa nói cái nói cái gì hay là nói như thế nào. Tạo nghiệp hết à. Muốn vào định thì quý vị phải định cái khẩu, không nói. Không biết rồi có cái duyên nào nữa chúng ta cùng nhau tu tập. Và quý vị cố gắng giữ là không nói, thử xem chịu nói không. Không nói thực sự luôn, chứ đừng có xì xào xì xèo hay là háy mắt. Háy mắt cũng là nói. Và chỉ khi nào quý vị miên mật tu như vậy, quý vị sẽ thấy ở trong tâm quý vị nó nói nhiều hơn là cái miệng. Nó tranh luận hơn thua ở trong cái tâm của mình. Và khi mình thấy được nó rồi thì nó biến mất. Bởi vì như vậy mình sẽ từ từ mình sẽ định rồi mình sẽ được an lạc. Thôi nhân duyên 5 năm 6 tháng 7 ngày, sư năm nay số 7 rồi, tính ngày thôi. Ngày nào còn cùng tu với quý vị được thì tu. Còn ngày nào á mà hơi nó hết rồi thì ra đi. Thì sư cũng đi đường của sư, mà quý vị đi đường quý vị. Sư biết sư đi đâu à, quý vị yên tâm đi. Còn quý vị không biết, quý vị có biết quý vị đi đâu không? Đó mới là cái điều quan trọng. Ba cõi sáu đường, cúng dường chùa, ăn chay, tụng kinh, bố thí, tất cả những thứ ấy chỉ là phấn hoa trên mặt. Trong tứ thập nhị chương kinh Đức Thế Tôn dạy rất rõ, cũng như trong bộ kinh Pali của Nguyên Thủy Đức Thế Tôn cũng dạy rất rõ. Cái pháp tu mà tối thượng nhất vẫn là quy y tam bảo. Quy y tam bảo tức là quay trở về thân khẩu ý, làm cho nó được thanh tịnh. Ba cái báu vật của mình đó là thân, khẩu, ý. Danh từ ngôn tự thì ta gọi là Phật Pháp Tăng, nhưng mà thực sự ra nó là thân, khẩu, ý. Miệng mà nói ra một lời từ ái đó là nói theo chánh pháp. Miệng nói ra lời chỉ trích đó là nói theo tà pháp. Nhân quả phải tin rõ ràng. Chúng ta học ngũ căn, ngũ lực, chúng ta đã học tín căn, phải tin sâu nhân quả. Không cần tin Phật,
Phật cũng chỉ dạy thế thôi. Phật nói các con hãy tin vào nhân quả, cho nên chúng ta nghe lời Phật như ngón tay để nhìn thấy mặt trăng. Chứ tin Phật cũng chết đuối, cũng trầm luân trong ba cõi sáu đường thôi. Phải tin sâu nhân quả, biết rằng các hành động của mình đều dẫn tới nhân quả, nhân tốt quả tốt. Và phải biết tàm quý sám hối, biết xấu hổ với những hành động bất thiện của mình. Ngay ở trong ý của mình bất thiện thôi cũng phải biết sám hối, biết xấu hổ. Ý thì làm sao ai biết được? Quý vị biết chứ ai biết, phải không? Quý vị biết rồi, Phật biết, chư thiên biết rồi, chứ còn người thường sao biết được? Thí dụ quý vị nghĩ xấu về sư, sao sư biết được? Sư chưa có chứng mà, sư không biết. Nhưng tất cả quý vị đều lãnh cái quả hết, nhân quả mà. Cho nên tu phải biết tàm quý. Tàm tức là biết xấu hổ các pháp bất thiện ở trong tâm của mình. Rồi quý tức là phải kính nể các người bạn đồng tu. Nhân vô thập toàn, người ta không bao giờ là hoàn toàn. Đừng đòi hỏi người ta hoàn toàn. Nếu người ta hoàn toàn, ta là Phật là thánh rồi, người ta cũng tu như mình. Nhưng nếu mình không biết tàm quý, tức là không biết tôn trọng người khác và không biết sống hổ với chính mình, thì người đó không thể nào tu được. Thân kiến nó còn, ngã mạn nó còn. Mà hễ thân kiến ngã mạn thì đâm ra nghi. Mà hễ nghi đó là nghi thân kiến ngã mạn là coi như là có tham có sân. Năm cái triền cái nó cản trở không cho định. Mà không cách gì mà mình tu nổi. Có cạo cái đầu của chân nữa cũng vẫn còn sân y nguyên, cũng vô ích, không ích lợi. Phải biết sám hối, biết tàm quý, biết xấu hổ với các cái tư tưởng bất thiện của mình. Kể cả tư tưởng nữa, chứ không cần phải nói là tới hành động. Muốn có được cái tâm định thì cái thân phải biết chăm sóc nó, quản lý nó. Cái miệng không nói nữa, lỡ nói rồi thì quen rồi thì bây giờ tập nói lời thiện thôi, nói lời sự thật, nói lời đoàn kết, nói lời tha thứ, nói lời yêu thương. Không nói lời chỉ trích, không đem chuyện bên đây thọc qua bên kia để cho ta ghét nhau, không nói lời phỉ báng ai hết. Bản thân mình 32 pháp trược cứ hàng ngày quán chiếu đi, nó là cái thùng phân biết đi, nó không có đẹp cái gì hết. Ai cũng giống nhau thôi, đều là thùng phân biết đi, thì không có lý do gì mà cái thùng phân này che cái thùng phân kia, phải không quý vị? Đấy, mình cứ quán chiếu như vậy đi thì mình sẽ không nói nữa. Mà không nói nữa thì nó từ từ nó sẽ định. Thân tâm nó đều nương nhau, vậy nó định rồi thì mới có trí tuệ. Còn nếu không có thì cứ tạo nghiệp, củi thêm lửa cháy, cứ tạo nghiệp nữa thôi. Tùy mình, đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn. Tỳ kheo đệ tử Phật hãy ghi nhớ rõ ràng. Cho nên hết nói, tức là không còn chuyện gì để nói nữa. Tại vì các chuyện đó đều là rác rưởi. Chỉ trích người ta, chuyện bà Tám, chuyện bên này đem qua bên kia, toàn là chuyện rác. Tại sao mình đi tu mà mình lại đem cái rác vào tâm? Mình đem cái rác vào tâm rồi mình cứ trách là tại sao con tâm con không an? Tại rác không mà. Quý vị còn nhớ câu chuyện của Ngài Phật Ấn với Ngài Tô Đông Pha không? Trong con mắt của Ngài Phật Ấn lúc nào cũng thấy Phật. Trong con mắt của Ngài Tô Đông Pha lúc nào cũng thấy cái cục phân. Thế thì tùy quý vị. Quý vị muốn tu, muốn được cái gì thì quý vị sẽ được cái đó thôi. Nhân quả mà, phải tin sâu nhân quả. Trong lỗ tai của mình chỉ có Phật âm, trong con mắt của mình chỉ có Phật tướng.
Trong cái mũi của mình chỉ có Phật hương. Phải lúc nào cũng nghĩ như vậy. Còn nếu mà mình nghĩ sai á, lập tức mình phải xấu hổ. Con lạy Phật từ bi, con tu theo Phật mà sao con mắt con còn thấy thấy sân si ở trong này, thấy ganh ghét ngã sở bị thử ở trong mắt. Như vậy con là ma, con không phải là con Phật. Đức Thế Tôn đã nói rất rõ trong Kinh Pháp Cú, Ngài nói cạo đầu, ăn chay, nằm đất, những thứ ấy Đức Thế Tôn không gọi là người tu. Mà chỉ khi nào giữ được thanh tịnh nơi thân khẩu ý, ba nghiệp đều thanh tịnh, không còn tham sân si, thì Đức Thế Tôn nói những loại người như vậy ta gọi là Brahmin, tức là Bà La Môn, tức là người thanh tịnh. Hồi xưa đó Đức Phật không có cái danh từ Tăng hay Ni đâu, Ngài dùng cái chữ Bà La Môn, Brahman, tức là người thanh tịnh, người cao quý. Rồi bây giờ quý vị muốn làm người cao quý theo như Phật dạy hay là không thì tùy quý vị nhé, không ai ép, tự mình chọn cho mình con đường để mình đi, tự mình chọn cho mình cái đích đến hay không do mình. Cho nên nói hết, hết nói, muốn giữ cho thanh định thì miệng đừng mở nữa, miệng mở thì tâm nó chao đảo. Đấy. Thân mà động thì tâm chao đảo. Cho nên á, không nói nữa, cố gắng đi. Bây giờ chúng ta ai cũng còn số 5, số 6 sắp chết hết rồi. Đấy không? Có người giỏi lắm thì cũng là 40 mấy 50 rồi. Đấy không? Nói ra là có tạo nghiệp, tốt hơn là không nói, để cho mình được an vui, để cho mình được giải thoát. Muốn quay trở lại đây nữa phải không quý vị? Ghét sư lắm mà. Biết. Đúng rồi. Đúng. Muốn quay trở lại nữa. Quay trở lại nữa để gặp cái ông xã đó, gặp cái bà xã đó nữa. Một kiếp này chưa đủ. Chúc lành. Chúc lành. Gate, gate, paragate, prasangate, buddhist, swaha. Chúc lành cho tất cả quý vị. Suy nghĩ tới đây cũng vừa đủ cho cái đề tài ngày hôm nay. Nói hết hết nói. Định nơi khẩu, không có cần định ở đâu hết à. Đi cũng không nói, nằm cũng không nói, ngồi cũng không nói. Đó. Nhiếp tâm không được thì nhiếp cái miệng. Cái miệng không nói nữa thì mình sẽ được an lạc. Tinh tấn, tinh tấn, tịnh khẩu, tịnh khẩu. Rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tới đây sư thiết nghĩ cũng vừa đủ, và chúng ta sẽ tiếp tục tu học nữa. Đề tài nó khó đó quý vị, nhưng mà phải kiên nhẫn. Và nhất là đừng có nghe một lần, quý vị nghe lại đi. Mưa mà nó trôi á, phải lấy cái thau hứng rồi cái mới biết cái vị nước mưa nó ngọt hay không. Có những vị á, khoe với sư á, nghe tới 7-8 lần, sư nói nghe nhưng mà phải suy tư. Nghe một lần cũng được nhưng mà nghe lại đi, rồi suy tư có cái nào nó đúng với mình không. Tại sao cô kỹ nữ vào thời Đức Phật, kỹ nữ mà tu chứng A-la-hán, pháp môn gì? Nhà vua hỏi. Cô nói con tu cái pháp môn nói sự thật, con chỉ nói sự thật thôi, con không nói lời sai. Kể từ lúc con được gia nhập tăng đoàn của Ngài Cù Đàm, con giữ giới nghiêm trì, con chỉ nói lời sự thật, ngoài ra con không nói gì hết. Nếu quả đúng như vậy thì cho cái cây bên bờ sông bên đây nó đi qua bên kia, quả thực cái cây nó bay sang bên kia liền. Người chỉ tu có một cái pháp môn nói lời sự thật mà còn được phước báu như vậy, cần gì phải tu nhiều phải không quý vị?
Nếu mình thấy mình không nói được thì không nói, không thèm nói nữa, im lặng. Cái pháp tịnh khẩu nó càng thù thắng. Quý vị thấy những vị dân tăng nó chẳng hạn như ngài Hòa Thượng Trí Tịnh đó, ngài có nói đâu, ngài không nói, viết sách nhiều vậy đó, dịch rất nhiều, nhưng mà quý vị lên thăm đi, ngài chỉ nằm võng à, ngài không nói một câu. Ai muốn làm gì làm, ai chào chào, ai hỏi hỏi, ngài làm thinh, ngài không nói. Mà tu như vậy nó mới thù thắng, mới được cái gì, chứ còn tu lơ khơi kiểu như mình ba cõi sáu đường nó chờ. Rồi xin cung thỉnh chư Tôn Đức cùng tất cả quý vị thiền tri thức, chúng ta cùng nhiếp tâm để hồi hướng cho phải lẽ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con có duyên lành ngày hôm nay cùng nhau tề tựu để tu học giáo lý của Đức Từ Phụ. Trong cái định căn định lực chúng con biết rất là khó. Trong cuộc sống hàng ngày chúng con đều sáu căn va chạm sáu trần, long rong ruổi đường dài từ trong vô lượng kiếp. Nhưng chúng con cũng biết rằng có những cái biểu hiện chúng con có thể thấy được, đó là cái khẩu, và nhất là cái khẩu ưa tạo nghiệp. Chúng con cố gắng hành trì bốn điều, bốn cái pháp thiện ở nơi khẩu: nói lời từ ái, nói sự thật, nói lời tha thứ, nói lời thương yêu, nói lời đoàn kết, không chống trái, không chỉ trích, không đem chuyện này thọc qua bên kia, không nói lời sai sự thật. Trong lúc chúng con tu học với tất cả sự thanh tịnh nơi thân khẩu ý, nếu có tạo được chút công đức nào, xin hồi hướng tất cả những công đức ấy cho chúng sanh hữu tình vô tình trong mười phương pháp giới. Và nhất là chúng con cũng xin hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc của chúng con. Người còn sống thì được an vui, ít bệnh, ít phiền não. Người đã mất thì được sanh về nơi nhàn cảnh. Nương nhờ sự thanh tịnh tu học của chúng con, buông bỏ được tham sân si, sanh về nơi nhàn cảnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Xin thành kính tri ân chư Tôn Đức chứng minh cho đạo tràng được thanh tịnh. Cảm ơn tất cả quý Phật tử. Quý vị lấy ý bỏ lời, nếu có cái điều gì không vừa ý thì cũng xin hoan hỷ cho nha. Buông, buông, buông. Mô Phật.